từ trung tâm huyện Krang Bông ngược về phía dãy Chư Sơn Sinh khoảng 3 cây số. Bạn sẽ gặp một thác cảnh đẹp của Đắk Lắk, đó là thác Krông Kamar, bắt nguồn từ đỉnh cao nhất của dãy Chư Sơn Sinh hùng vĩ, được mệnh danh là một mái nhà của Tây Nguyên. Dòng sông Krông Kamar đổ xuống chân núi tạo thành thác Krông Kamar, mang dáng vẻ hoang sơ thơ mộng, mà ai đã một lần tới đây chắc hẳn sẽ nhớ mãi. Dòng Krông Bông đang hát, thác Krông Kamar reo ca.